Và đây là những đơn hàng khách đã chốt buổi chiều muộn, bao gồm một đôi BMW 450VM K2 hàng bãi Nhật và một chiếc âm ly Jaguar Suzong PA506N hàng bãi nội địa China và một đôi loa BMW 450C. Đôi loa BMW 450VM K2 thì đã chốt buổi chiều muộn cho khách Hưng Yên. Và đôi loa BMW 450C chốt cho khách Sơn Tây có giá là 5 triệu đồng. BMW MK2 6 triệu 8, khách cọc 500 còn 6 triệu 3. Và đây là dòng âm ly bãi nội địa China 506N. Cái dòng bãi nội địa China thì ở bên cửa hàng của tôi vừa về được 2 chiếc và khách đã chốt 1 chiếc thì còn 1 chiếc. Dòng loa BMW MK2 thì còn 1 chiếc, 450C vẫn còn hàng. Và các cái dòng đẩy công suất, dòng đẩy công suất thì bên cửa hàng của tôi khá là nhiều và có giao buôn cho anh em, nhưng ít khi tôi quay dòng đẩy công suất. Dòng đẩy công suất 2 kênh, 3 kênh và các cái dòng vang. Loa bốt Mỹ vẫn còn hàng, 301 Series 2, 301 Series 3 màu vàng. Loa full JBL vẫn còn hàng. Súp Yamaha, Yamaha SW320 vẫn còn hàng. Và cái dòng âm ly bãi của Hàn Quốc thì bên cửa hàng của tôi còn rất là nhiều. Lọc bãi của Hàn Quốc vẫn còn hàng. Dòng mic bãi Bayer vẫn còn hàng. Tôi quay qua cho quý vị và các bạn xem cái đơn hàng buổi chiều muộn trong ngày hôm nay. Và trong clip tiếp theo thì còn các mặt hàng nào tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.